Luật chơi của chúng ta sẽ là nhìn vào hình ảnh và đoán xem đây là tên của nhà văn nào, nhà thơ nào. Nếu như sai thì sẽ bị một chiếc búa đập vào đầu. Rồi, ok, bắt đầu. Sơn Diệu. Nóc cao. Chính xác. 3, 2, 1, ngó. Thế thôi. Ông này, lão hàng. Kim Lân. Kim Lân. Quý cắt. Không biết. Ông này là Nguyễn Tuân. À, Lộ Tấn. Chính xác. Ôi, ôi. Ông này quen cực này. Tạm thời em chưa nhớ ra tên. Chị rồi. Không biết rồi. Ông là ai? Không biết. Đánh đi, Nguyễn Bình. Nhìn quen cực. Nguyễn Khoa Điểm à? Sai. Quy Cận. Chúng ta. Không biết tại nào. Phan Chu Trinh. Nguyễn Bình. Madeline à? Madeline. Loca. Loca. Bồ Tà. Không biết. Tobio. Mr. Vigo. Ông này là gì? Niêu Hoàng. Đây là O. Henry. Ông okay. Henry. 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 À, Henry. Có chiếc lá cuối cùng à? Chiếc lá cuối cùng của O. Henry. Quên lắm. Thôi từ từ để mọi người đoán đã nào. Không, tiếp tục đi. Em trai Henry à? Ông này, ông dâu xôm. Ông này à, kính cận. Mọi người cuối cùng này không đoán được thì thôi, không có đáp án này. Không biết. Đây là xe khô. Ui, ôi. Ông này đâu ai? Chính xác. Ôi. Lại nhiều dâu. Anh xanh. Đánh luôn đi. Đây là Lepton Stoy. Ui, Lepton Stoy. Đổi người mới. Biết. Không biết. Kim Lân. Lo cà đúng không? Lo cà. Anh xanh. Đáng đúng. Quy go. Thương à. Anh xanh à? Anh xanh. Đây là Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. Nguyễn Bính à? Nguyễn Bính. Ông này đẹp trai ấy nhưng mà em không biết. Nguyễn Du. Nguyễn Du. Tô Hoài. Tô Hoài. Chị ơi. Chị đang tập đây. Đây là Quang Dũng. Không phải quen này nhưng mà. Ừ nhỉ. À, không biết. Mấy tên là gì đấy. Nguyễn Minh Châu. Chúng ta. Chiếc người ngoài xa. Làm cao đấy sao? Làm cao. Không làm cao để. Mà đấy luôn đi. Chạy. Em lại không biết rồi. Cho khoái. Đây là Kim Lân. Kim Lân. Ông này em biết mà. Em lại quên rồi. Ai nhỉ? Không biết. Lưu Dân Vũ. Dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa?